Cây này cây đu công nha bạn, cây này cao quá, cái thông cao quá. Cây này cái thông cao. Cây này cái đế đẹp, cái đế đẹp. 1 2. Cây này cái cao dưới đây. 3, cây này chiều cao nó 60 luôn các bạn. Cây này cái thông cao nha các bạn. Cái bộ thang là tương đối dày rồi đó. Cái hoành khoảng, nếu mà tính cái cụm gốc này khoảng 30 thôi, sát gốc thì 30, còn khúc trên thì khoảng 20 mấy thôi bạn, 24, 25 gì đó, 25. Cái này nu dần 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 dần, tay cành nuôi được vậy là cũng lâu rồi nha mấy bạn, mấy cái bề, mấy cái bánh của nó này cũng khá là đặc rồi. Quẹo rồi. Nên mình mới tỉa lại thôi, sao nó ra là bạn tỉa từ nó ra một cái bánh, nó ra một cái bệ vậy nè, nó dày rồi. Nói chung cây này là phân chi nha mấy bạn. Cây này phân chi tai bệ. Cây này, uống giống như mấy bạn nhìn được hai bên luôn. Không có cành điện mà sao thì mấy bạn nhìn được hai bên luôn, cây này giống như nhìn hai bên luôn, mấy bạn nhị diện luôn. Mặt bên đây cũng được mà mặt bên kia cũng được. Nhìn được hai bên luôn thấy không? Đó. Bên này cũng như bên kia. Nó có cái cành chỗ đó nhưng mà họ uống ra thôi, nói chung là mấy bạn nhìn được hai bên luôn đó. Cây này mấy bạn nhìn cũng bình thường luôn. Tại nó không có cành điện như chỗ này nè. Còn là cành điện bên đây thì còn chọn mặt tiền như cái này. Như cái cổ mấy bạn cũng nhìn hai bên được luôn. Cái cổ mấy bạn là nó hai nhìn hai bên thì chen nhau các bạn, không có gì khác nhau á. Bên nào cũng như bên đấy, mặt trước như mặt sau, nhìn được hai bên dị diện hai bên luôn. Cái này cái đế được nè, cái đế mình thấy nó được cái ăn tiền này, trong cái đế cũng đẹp. Còn như cái này là hồi xưa mà cái này đế tự nhiên là tao không nuôi ngó, tao không dắt ngó nha các bạn. Nhìn cái đế tự nhiên hoàn toàn luôn, không có cầm ngó nào hết á. Còn như mấy cái khe này mấy bạn mốt sau này nó ra tuột chứ lắm nè, mấy bạn thích thì mấy bạn dắt ngó vô là cái cây này đế đẹp luôn á. Cái này vậy các bạn, nếu mà ai mà muốn cây đẹp nữa thì nuôi đế là sao, cái này đế đẹp luôn, cái khe này. Còn cái này là đế nguyên bản luôn, đế zin nguyên bản luôn, không có cộng ngó nữa, mình thấy không có cộng ngó nữa. Không cộng nhắc nó, đế nguyên bản luôn á. Cái đế này hơi nhô đục xéo xuống chút, chưa đục. Đục ôm xuống chút nhìn cái đế đục xéo xéo xuống lại xuống nhìn đế đẹp hơn. Nuôi công nha các bạn. Cái này đóng cái thùng cũng cao, có thể nó cao tới 60 lận. Đóng cái thùng cũng to. Thùng cũng khá là to đó. Cái này nhìn được hai bên luôn, cũng hay. Đó, nhìn được hai bên luôn nha, thấy không? Bên nào cũng như bên ấy. Tại người ta uống người ta không chọn mặt tiền, cành phong, cành điểm gì hết á. Nên mấy bạn uống hai bên luôn, cái này giống như nhị diện luôn rồi, hai bên, nhìn được hai bên luôn. Vô công nha các bạn.